phật dạy này thiện hiện vì tất cả pháp môn đà la ni chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tất cả pháp môn tam ma địa chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì tất cả pháp môn đà la ni chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tất cả pháp môn tam ma địa chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì tất cả pháp môn đà la ni rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì tất cả pháp môn tam ma địa rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện vì quả dự lưu chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì quả dự lưu chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì quả dự lưu rốt giáo không nên chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo không nên chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy này thiện hiện vì quả vị độc giác chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì quả vị độc giác chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì quả vị độc giác rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt giáo không, nên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt giáo không nên chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh lại nữa, này thiện hiện vì hư không chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì hư không chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện vì hư không rốt giáo không, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.